Thầy Lia Ha á? Cái gì? Sao Lia Ha? What the fuck? Đâu? Ai đăng bài Lia Ha đây? Ở đâu ấy anh em? Ui cái gì ấy? Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Năm nay không may. Năm nay không may à? Nhịp đập FCO á? Học vào xem cái check va cái gì ấy? Nào gà rán ơi, sao lại làm vậy với tôi nhỉ? Má, giật quả tít cay không? Covid đã chờ trận đấu khá lâu. Gì tôi đậm, tí vô em rơi xuống nhánh tử thần. Để có thể có được chiến thắng. Vận động viên của Seven Galaxy. Thì tôi đậm liên quan gì đâu, Seven Galaxy thắng mà. Chỉ cần quan tâm đến các đội tuyển thôi chứ sao tự nhiên giật tôi lên đây làm gì? Đã thể hiện nhân cách Li Ha Ha trong game 2. Li Ha, what the fuck anh cảm? Tuy nhiên, sự hưng phấn của Hakuman không kéo dài được lâu. Khi Li Harry không nằm ngoài dự đoán. Không nằm ngoài dự đoán. Máy em bị lag anh cảm ơi. Anh cảm ơi. Máy em bị lag mà. Thề luôn, bình luận viên của thật sự luôn, dàn bình luận viên của FC Online thật sự chỉ ưng mỗi anh Bình thật. Ưng mỗi anh Bình nói luôn, anh Phước thì cộm. Anh cảm thì nói vậy nghe được không? Hiện nhân cách Li Ha Ha. Nhân cách Li Ha Ha, đùa nói chuyện kìa. Ma. Thua một trận, trời ơi, thua một trận nói gì kỳ cục. Chờ được lâu, khi Li Harry không nằm ngoài dự đoán, đã thể hiện nhân cách Li Ha Ha trong game 2. Cứ một phút thành tấn công đầy nhảy bén và lạnh lùng, Thầy đã phải nhận đến 5 bàn thua. Ô, nói Thầy Li sao, nói Thầy Li sao, tự nhiên nói Li Ha Ha, cảm sao vậy? Và không có nổi một bàn danh dự. Không có nổi một bàn danh dự, đùa, ôi. Thôi cái này loại đúng. Thích mỗi anh Bình thật, anh Bình hay khen. Anh Bình có cái nhìn chuyên môn. Anh này toàn nói toàn chôn không. Anh cảm, chán anh cảm. Thôi cuối tuần không đá nữa, chịu ấy. Mấy anh em đá với nhau đây, tôi xếp láp thôi. Cái thầy lợn nhựa này suốt ngày chỉ có hốc rồi ngủ. Tao mở thẻ nữa. Mang cái tên học trò thầy Hải đi kênh nào cũng bị ruồng bỏ. Điền là mang đi nhục ngầu điền. Trường làng. À chơi sự kiện được vua luôn nha, đừng nói nha. Bảo là học sinh thầy Hải chơi sự kiện vắt tất cả cúi đầu. Cay vậy chứ, cay cảm thật sự luôn đấy. Hay là bên gà rán content nhở? Albert Einstein đã từng rất hối hận khi phát minh ra bom nguyên tử. Nhưng cũng hối hận bằng tôi đặt MVP cho con lợn nhựa đống đá hôm chủ nhật. Hiệp đào bình tĩnh đi, gì lóng quá. Rồi vào sân anh em ơi, 5 vòng, xúc miệng 5 vòng cái bi lắc. 1-2-3 thì ra 1-2-3 là trên 1-2-3 là một lốp đúng không? Thôi để tí nó tổng vệ sinh nhất của nó nhá, tí tổng vệ sinh nhá. Ủa sao nhiều mốc ấy nhở? Chơi con này trước đi. Piu. Có Even cũng thấy, Even vừa trao cho anh em ơi. L á? Pháp, R đúc. L đúc, mới đâu như R đúc là Mbappé rồi. Đây là Coman. Gì Coman đắt vậy? 8 lốp luôn á, ghê vậy ta. Ôi, mốc đã ra Messi chưa? Chưa ra Hiếu ơi. BTB Tây Ban Nha CB. Lại Nacho ạ, chán thế. Biết ngay mà, giờ có ra Ramos được nữa đâu. Lại Nacho. Nên anh tôi mới mở ra hai chú này thôi. Vừa mở xong. Ui sao gói 2-3 NG mở được ra cả cô Will với cả Boniface vậy ta? Sao anh mình mở ghê ấy nhở? Câu giờ mời admin á, Nguyễn Duy Nhật à, tao bàn mày luôn. Câu giờ mời admin, mày khỏi xem. Đang nóng lắm á nha. Đang nóng lắm á nha. Tây Ban Nha á? Tây Ban Nha cam là ai? Trời ơi, Pablo Fornan. Thầy dạo nóng quá, đang nóng á, đang bị gà rán phản bội, đang hơi nóng á nha. Mới bị gà rán phản bội, đang hơi bực á. Hà Lan. Giời, Hà Lan CF đi là ôm nhau rồi, giọng LB. Ui giời ơi, mở đích. Hà Lan phải CF chứ, mở đích thì đỡ. Croatia CM là ai ta? Rakitic à? Trời ơi, gói này. Ui, Rakitic 1.100 cơ, gớm vậy. Anh cảm chứ em không đụng gì ngoài cái title. Cái title nó có hay không hả Tín? Sao nhiên giật tít như vậy? Gì Liri tôi đậm liên quan. Sao không giật tít là Seven Galaxy đến với nhánh hay không? Tự nhiên lôi tôi vào chi? Cái đấy ai quan tâm đâu. Người ta chỉ quan tâm kết quả của tập thể thôi chứ. Người ta đâu quan tâm đến cá nhân đá như nào. Pháp ST. Pháp cam. Ủa, Zidane return đúng không? Không mẹ ơi. Zidane nó lạ nhở? San Velier á? Zidane, sao Zidane này lạ ta? Xin con Gullit đi được không? Xin con Gullit đi. Hà Lan, CF. Wow, đây rồi, xin là cho. Tôi vẫn yêu FC Online. Tôi vẫn yêu FC Online nha. Ok. Mai FC Online. Chụp cho anh tôi cái.
chụp cho anh tôi xem cái. Không, anh tôi lại bảo là tôi mở min của anh tôi. Đá có thể ngu nhưng mở thẻ thì không thể ngu được. Gà rán bù của tôi đấy. Cờ Anh, cờ Tây Ban Nha á, CB á. Thế cho con gì to nacho đi. Nacho đi được không ạ? Ok, nacho. Yes sir, nacho. Xin là cho. Nguyễn Minh Quần quấn đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Nguyễn Minh Quần quấn nha. Em chúc mừng tập thể SVG đến với nhanh 2. Không ạ, tối qua em bỏ thời gian xem thầy đá mà bẩn mắt vơ lơ. Không hiểu sao lại bỏ thời gian xem con chó ngu này đá nữa. Vãi bìu kiếp, điên quá. Gì nói căng thẳng vậy, mày chúc mừng dữ chưa? Anh Phạm ST. Ôi, hằng gì Lacazette, một trong hai phải chết. Yes sir, đó là Lacazette. Đó là Lacazette. Yes sir, cù lò ơi, 5 lít. Em khóc rồi, đừng khóc cù lò ơi. Cù lò không trốn được đâu nha. Tính thầy trò của mình là còn mãi đấy. Brazil, ST. Lở đúc là Ronaldinho. 123 tiếp đúng không? Ok, Ronaldinho. 6 lít của cù lò ôm nhau. Yes sir, mở vách. Ok. Làm cái lửa nhờ. CD đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Pháp ST. Xin phép chào thầy một Pháp cái. Pháp CDM. Thầy nào có gạo tay cầm không chứ e thấy thầy chỉ cầm chuột mở thẻ là hợp thôi. Thầy hợp điên luôn đấy Pháp BA ơi. Thầy hợp mà. Giờ thầy không. Thầy giờ thầy bán tay cầm luôn nè. Ui mở vãi trưởng kia. Chụp cho anh tôi một cái. Giấu tên đã rescan 1 triệu đồng. Hả? Tí lại cookie cho mà xem. Ui. Em cảm ơn anh. Ui, em cảm ơn anh McQueen nhiều ạ. Anh McQueen của tôi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Không McQueen, anh McQueen ơi, không cookie được nha anh ơi. Em mở 5 cái lửa cho anh xem nè. Hôm nay là ngày của em mà. Hôm qua em thua 5-0, hôm nay em mở 5 cái lửa cho anh nha. Tay cầm lắp chỉ số ẩn 5, không ở đấy thì ai mua thầy ơi. Không sợ đâu, tay được mà đây, em lấy cao bằng ơi, đừng nói vậy. Mở cái này trước đi. Má, ăn lửa, ăn cái đấy phát đấy đầu tiên vào mặt luôn mà. Vãi bỉu. Cờ Agen ST. Ôi, cờ Red Bull. Ok, bú lại liền. Crespo. Yes sir. Ôm nhau. Trở lại liền. Xuất hiện hoành tráng liền. May quá không ra 123. 7 lít luôn nè, nói luôn 7 lít nè. Lửa. Cắt cái cầu đen rồi. Bỉ CB. Ui, 122 mới đâu nhỉ. Vừa tung cái 122. Điên đấy. Đùa không xích được thằng cù lò 1 lít nữa nhờ. Ui, lửa nữa đi. Ừ. Mexico CB là ai ta? Bắc quét à? 122 tiếp, ui cay thế. Ây da, 122 tiếp kìa. Mày có anh đang làm team Tottenham à? Ơ ngon luôn anh ơi, ngon luôn anh ơi. Đá thua về mở thẻ kiếm tiền CX The CK nhỉ? Hay là... Hay là gì, chắc chắn là như vậy rồi. Chắc chắn phải là như vậy rồi, sao ấy. Lửa tiếp đi. Tôi tiết mẹ rồi. Ơ không ra bookie anh ơi. Không ra bookie nha. Em hứa với anh là hôm nay không ra bookie mà. Em hứa với anh đấy, anh McQueen của em là không ra bookie mà. Hey. Hình như là em không có duyên mở gói CC cho anh McQueen hay sao ấy. Không ra bookie nhưng mà ra mấy gói còn lại. 5 vòng xem tổng vệ sinh thử nhá. Cả của anh McQueen với tôi mở xem là được bao nhiêu. Anh McQueen thì vẫn mở kinh khủng hơn rồi. Anh McQueen mở hai con này vãi trưởng. 5 vòng xem bú bao nhiêu nào. Uầy. Má, 5 vòng kìa. Chưa tính tiền dưới nha. Ui, 5 vòng kìa. Ui, 5 vòng tiền cầu thủ 30.000 một vòng. Củ lỏ nợ mấy lít nhở? 6 lít à? Yêu củ lỏ nhiều thế. Ừ, mấy con bị phích giá nữa, dã man nhờ. Bú đẫm anh ấy. Nhưng mà hai con đẫm nhất là anh McQueen mở. Em gửi lại anh McQueen ạ. Em cảm ơn anh nhiều.